Cách để phân biệt triệu chứng làm tổ và triệu chứng tiền kinh nguyệt, cùng viết bởi Leslie Winham. Hội chứng tiền kinh nguyệt BMS là một chuỗi những triệu chứng về thể chất và tâm lý xảy ra ở vài ngày trước kỳ kinh nguyệt. Mặt khác, triệu chứng trứng làm tổ sẽ xuất hiện do sự làm tổ của trứng được thụ tinh trong tử cung, nghĩa là bạn đang mang thai. Cả hội chứng tiền kinh nguyệt và trứng làm tổ đều xuất hiện trong cùng một thời điểm trong chu kỳ kinh nguyệt nên sẽ rất khó nhận biết sự khác nhau giữa chúng. Tuy nhiên, nếu như đặc biệt chú ý, bạn sẽ nhận ra một vài điểm khác biệt. Nhận biết dấu hiệu trứng làm tổ và mang thai thời kỳ đầu. 1. Quan sát dấu hiệu đốm máu. Xuất hiện đốm máu không phải trước kỳ kinh nguyệt có thể là một dấu hiệu trứng làm tổ. Thông thường, máu sẽ không giống như trong chu kinh nguyệt bình thường mà chỉ là vài đốm nhỏ, có thể gần giống như trong vài ngày đầu của kỳ kinh nguyệt. 2. Chú ý những cơn co thắt. Co thắt hay chuột rút có thể xảy ra trong thời kỳ đầu của mang thai. Mặt khác, mặc dù thường xuyên xuất hiện trong kỳ kinh nguyệt, nhưng những cơn co thắt cũng có thể xảy ra ngay trước khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt và là một triệu chứng thường gặp ở hội chứng tiền kinh nguyệt. Cơn đau do trứng làm tổ sẽ giống như cơn đau buồng kinh. Chú ý đến mức độ cơn co thắt, bạn nên đi khám bác sĩ nếu như cơn co thắt đau dữ dội hoặc cơn đau dồn về một bên người, vì đây đều có thể là những dấu hiệu của vấn đề sức khỏe. 3. Lưu ý nếu như đi tiểu thường xuyên hơn. Một dấu hiệu khác cho thấy trứng được thụ tinh đang làm tổ, đó là nhu cầu đi tiểu tăng lên trong một số trường hợp. Nguyên nhân là do hormone human chorionic gonadotropin được tiết ra trong khi mang thai sẽ làm tăng tuần hoàn máu đến gần bàng quang, khiến cho bạn đi tiểu nhiều lần hơn. 4. Chú ý dấu hiệu chóng mặt. Nếu như mang thai, bạn sẽ thấy hơi choáng váng hoặc là chóng mặt, phần lớn là do sự thay đổi hormone. Tuy nhiên, một số bác sĩ sẽ cho rằng triệu chứng này cũng có thể là do cơ thể bạn đang tạo thêm máu cho thai nhi. 5. Chú ý đến dấu hiệu thèm ăn. Đôi khi, ngay cả vào giai đoạn đầu của thai kỳ, bạn cũng có thể thấy đói hơn so với bình thường. Triệu chứng thèm ăn sẽ kéo dài hơn từ 1 đến 2 ngày. Có thể chính là dấu hiệu trứng được thụ tinh đang làm tổ. 6. Chú ý đến cơn buồn nôn. Ấm nghén là một từ được dùng cho hiện tượng buồn nôn khi mang thai. Cảm giác buồn nôn và nôn mửa có thể xuất hiện vào bất cứ một thời điểm nào trong ngày khi bạn đang mang thai. Triệu chứng này có thể xuất hiện sớm sau khi chỉ có 2 tuần mang thai. 7. Chú ý đến dấu hiệu chán ghét thức ăn hoặc là mùi hương. Một triệu chứng khác trong thời kỳ đầu mang thai là đột nhiên thấy chán ghét một số loại thức ăn hoặc là mùi hương. Triệu chứng này có thể gây nôn mửa, ngay cả đối với mùi hương hoặc là một món ăn mà bạn đã từng rất yêu thích. 8. Chú ý đến triệu chứng khó thở. Triệu chứng này chủ yếu xuất hiện vào giai đoạn đầu và cuối thai kỳ. Bạn có thể cảm thấy khó thở, mặc dù cảm thấy như thế nào thì bạn cũng cần trao đổi chi tiết với bác sĩ. 9. Chú ý đến vị của kim loại. Một số thai phụ sẽ cảm thấy có vị kim loại trong miệng ngay khi mang thai. Triệu chứng này không liên quan đến hội chứng tiền kinh nguyệt. Hiểu rõ triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt. 1. Chú ý đến cơn đau lưng. Bạn có thể và chắc chắn sẽ bị đau lưng vào giai đoạn của cuối thai kỳ. Tuy nhiên, để phân biệt sự khác nhau giữa thời kỳ đầu mang thai và hội chứng tiền kinh nguyệt, bạn có thể thấy được những dấu hiệu đau lưng sớm, thường là những triệu chứng của hội chứng tiền kinh nguyệt. 2. Chú ý đến trạng thái tinh thần. Mặc dù mang thai và hội chứng tiền kinh nguyệt đều làm thay đổi tâm trạng, nhưng hội chứng tiền kinh nguyệt thường đi kèm với những triệu chứng trầm cảm. Do đó, bị trầm cảm có thể là dấu hiệu cho thấy bạn không mang thai. 3. Chú ý đến triệu chứng chướng bụng. Chướng bụng cũng có thể xuất hiện vào giai đoạn của đầu thai kỳ, nhưng thường liên quan đến hội chứng tiền mãn kinh nhiều hơn. Bạn sẽ thấy bụng hơi căng cứng khi bị chướng. 4. Chú ý đến kỳ kinh nguyệt. Bạn chắc chắn cần phải thực hiện bước này và đó là một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy bạn không mang thai. Bạn nên theo dõi kỳ kinh nguyệt bằng cách đánh dấu trên lịch để biết khi nào thì kỳ kinh nguyệt tiếp theo sẽ đến. Như vậy, bạn sẽ biết được liệu mình có mang thai hay không nếu như thấy mất kinh trong vòng khoảng 1 tháng. 5. Cân nhắc về việc thử thai tại nhà để có câu trả lời chắc chắn. Phương pháp hiệu quả nhất để biết bạn đang mang thai hay đơn giản chỉ là mắc hội chứng tiền kinh nguyệt, đó chính là tiến hành thử thai tại nhà. Bộ dụng cụ thử thai có bán sẵn tại những hiệu thuốc và đi kèm hướng dẫn sử dụng rất đơn giản. Bạn có thể thử thai khoảng vài ngày trước kỳ kinh nguyệt bình thường hoặc là khi muốn xác định xem bản thân đang gặp triệu chứng làm tổ hay là đang mắc hội chứng tiền kinh nguyệt. Một số phương pháp thử thai cho biết kết quả chính xác ngay khi thử chỉ trong vài ngày trước kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, để chắc chắn, bạn nên chờ khoảng 1 tuần sau kỳ kinh nguyệt bình thường. Đa số xét nghiệm máu chỉ giúp cho phát hiện hormone sớm hơn vài ngày so với những phương pháp thử thai thông thường tại nhà. Vì vậy, nếu như không cần thiết, bạn không nên yêu cầu xét nghiệm máu chỉ vì tò mò. Nhận biết triệu chứng chung của cả hai hiện tượng. 1. Nhận biết sự khác nhau giữa triệu chứng, trứng làm tổ và xuất huyết trong kỳ kinh nguyệt.
Dù chảy máu kinh nguyệt nhiều hay ít thì bạn chắc chắn sẽ cần biết rõ kỳ kinh nguyệt bình thường sẽ như thế nào. Mặt khác, xuất huyết do trứng làm tổ sẽ ít hơn so với kỳ kinh nguyệt bình thường và không phải lột cả lớp niêm mạc tử cung, cũng như không kéo dài như kỳ kinh nguyệt thông thường. Xuất huyết do trứng làm tổ sẽ xuất hiện trước kỳ kinh nguyệt bình thường. Bạn sẽ thấy vài đốm máu nhỏ, màu sắc nhạt hơn, thường là hồng hoặc nâu, khác với màu đỏ tươi của máu trong chu kỳ kinh nguyệt. 2. Chú ý đến tâm trạng. Trước kỳ kinh nguyệt, bạn có thể cảm thấy tâm trạng thay đổi. Tuy nhiên, thay đổi tâm trạng cũng có thể là một dấu hiệu của thời kỳ đầu mang thai. Trong cả hai trường hợp, sự thay đổi tâm trạng đều là do thay đổi của hormone. 3. Kiểm tra sự thay đổi ở bầu ngực. Mang thai giai đoạn đầu và hội chứng tiền kinh nguyệt đều làm thay đổi cân bằng hormone trong cơ thể, nên đều có thể khiến cho bầu ngực hơi sưng hoặc hơi đau. Ngực sẽ có cảm giác căng đầy hơn nếu như bạn mang thai. 4. Chú ý đến dấu hiệu mệt mỏi. Cả hội chứng tiền kinh nguyệt và trứng làm tổ đều khiến cho bạn mệt mỏi hơn. Nếu như mang thai, bạn sẽ thấy mệt mỏi ngay từ tuần đầu tiên. Phần lớn là do tăng nồng độ hormone progesterone. Tuy nhiên, hội chứng tiền mãn kinh cũng có thể khiến cho bạn cảm thấy mệt mỏi do thay đổi của hormone. 5. Chú ý đến dấu hiệu đau đầu. Thay đổi hormone cũng có thể gây ra đau đầu. Do đó, bạn sẽ cảm thấy đau đầu trong thời kỳ đầu mang thai và cả thời điểm trước kỳ kinh nguyệt. 6. Chú ý đến cảm giác thèm ăn. Cơn thèm ăn có thể tăng lên trong giai đoạn trước kỳ kinh nguyệt. Tương tự, bạn cũng có thể thấy thèm đồ ăn trong thời kỳ đầu mang thai. Trong một số trường hợp, cơn thèm ăn do mang thai có thể khiến cho bạn cảm thấy hơi lạ lẫm. 7. Theo dõi sự thay đổi trong hệ tiêu hóa. Triệu chứng tiền kinh nguyệt có thể khiến cho bạn bị táo bón hoặc tiêu chảy do thay đổi hormone. Mang thai cũng gây ra những triệu chứng tương tự, nhưng thường là táo bón và triệu chứng nghiêm trọng hơn trong giai đoạn cuối thai kỳ. 8. Nhận biết thời điểm triệu chứng xuất hiện. Thông thường, triệu chứng tiền mãn kinh sẽ xuất hiện từ 1 đến 2 tuần trước kỳ kinh nguyệt bình thường. Triệu chứng thường sẽ biến mất sau vài ngày, bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Triệu chứng trứng làm tổ và triệu chứng mang thai giai đoạn đầu sẽ xuất hiện tại cùng một thời điểm, tức là cùng với một thời điểm trong chu kỳ trứng làm tổ hoặc là chu kỳ bóc tách lớp niêm mạc tử cung và bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Lời khuyên, nếu như mang thai, bạn cần phải đảm bảo uống vitamin hàng ngày dùng cho thai phụ để có thể bổ sung folate, dưỡng chất thiết yếu cho sự phát triển của thai nhi. Cảnh báo, đi khám bác sĩ nếu như triệu chứng dai dẳng.